Như vậy là tính từ hôm nay, tức là để coi ngày hôm nay ngày mùng 10 hả? À, ngày mùng 10 thì tu viện Minh Đạo là bị đóng cửa như bà con thấy đó ha, bị đóng cửa. Dĩ nhiên là chính quyền đóng cửa. À. Và không cho nhận cúng dường. Và những cái người đến cúng dường cũng không được vào bên trong. Hôm nay thì nhiều người đến cúng dường nhưng mà là buộc phải quay về, không cho đem cũng đồ cúng dường vào bên trong. À. Chỉ có những người ở trong tu viện, ví dụ như các cháu từ trong đó đi ra đi học à, thì được phép mở cổng thôi, và là có dân phòng canh gác nha bà con. À. Họ chưa cử công an đến canh gác nhưng mà họ đã cử dân phòng, và tôi nghĩ rằng dân phòng và công an thì cũng một cái vai trò như nhau, có nghĩa là giám sát. Đã, giám sát cái việc hoạt động của tu viện, không cho người vào. Đã, ra thì là người ở trong ra thì người của chùa thì ra vào bình thường, nhưng mà người dân, người Phật tử, Phật tử đến cúng dường thì không được vào, và dân phòng thì canh gác cẩn mật. À, một số Phật tử thì họ biết tin là ngày mùng 10 thì sẽ cấm, do đó tối mùng 9 một số người là họ đã đến họ cúng dường trước. Đã, họ đến vào ban đêm tranh thủ gặp thầy Minh Đạo để là nói chuyện với thầy, tâm sự an ủi thầy. Đó. Và tôi không ngờ rằng là chính quyền họ lại làm cái hình thức này. À, thì bây giờ mời bà con xem lại cái kết luận trong cái cuộc họp của giáo hội nha. Đây, cái văn bản này thì tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. À, thì ở trong cái mục mục mấy mục mục 4, mục 4 là đề xuất ý kiến cho tạm dừng các hoạt động tại tu viện Minh Đạo để tập trung giải quyết ổn định các vấn đề liên quan. À, chính vì thế cho nên theo cái bên giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, họ đề xuất với là bên chính quyền, và bên chính quyền họ thực thi theo yêu cầu của giáo hội. À, do đó ở đây thì chúng ta là chủ yếu là chúng ta nói về vấn đề giáo hội, chứ còn chính quyền thì họ cũng bó tay, bởi vì theo yêu cầu của bên giáo giáo hội thì họ cũng bó tay. Giáo hội đề nghị chính quyền là giám sát cái việc đóng cửa, thì chính quyền là họ phải cử người đến họ làm là như vậy thôi. Như vậy ở đây là tất cả đều liên quan đến giáo hội. À, và giáo hội Vũng Tàu thì dĩ nhiên là cũng theo cái sự chỉ đạo của giáo hội Trung ương, bởi vì bên này đấy bà con thấy có cái công văn của giáo hội Trung ương bên này không? À, văn qua đó, công văn bên này. Còn bên này là cái kết luận về cái cuộc họp của giáo hội Vũng Tàu. Thì như vậy bây giờ nó hình dung, bà con hình dung giống như là một cái nhà ha, một cái nhà mà bị tòa án, thấy không? Tòa án họ tuyên là buộc ông A giao nhà lại cho ông B, thấy không? Và thì trong khi quá trình chờ giao nhà đó thì họ lại niêm phong cái nhà. À, ở đây lẽ ra thì họ đã niêm phong cái chùa rồi, nhưng mà vì có người ở trong đó, do đó họ không niêm phong được, bởi vì người ta phải ở, người ta phải sinh hoạt đó, này kia này nọ, chứ còn nếu không á là họ đề nghị niêm phong cái chùa rồi. Đó. Cho nên tôi phải công nhận rằng giáo hội cũng là tích cực ghê gớm trong cái vấn đề là triệt một cái tiếng nói, tiếng nói chánh pháp, công nhận là cũng dữ thiệt. Đó. Ở đây chúng ta cũng cần lưu ý cái chỗ này này, tức là trước kia thì khi mà thành lập cái chùa này đó, theo giải thích của thầy Minh Đạo đó, là giáo hội họ yêu cầu thầy Minh Đạo phải viết cái giấy hiến hiến đất, hiến đất đó là cho giáo hội rồi. À, lâu nay mình không biết cái thông tin này, nhưng mà quả thực ghê gớm thật.
Giáo hội bây giờ cũng nhận cái những cái chuyện mà hiến đất thiên đồ này kia kia nọ ấy. Cho nên ở đây á, nhà nước cũng cần phải xem lại cái vấn đề sở hữu của giáo hội. Đâu? Như thế nó có đúng tinh thần pháp luật hay không? Cứ vào giáo hội là coi như là phải hiến hiến đất, hiến chùa cho giáo hội. Cái chỗ này phải xem xét nó là cái hiến chương của giáo hội như vậy nó có đúng hay không. Cho nên cái này nó cũng là tôi thấy nó cũng sao sao đâu. Rồi bây giờ trở lại ngôi chùa nha. Đó thì cái cổng rào đó, cổng rào nó rào nó đóng kín cửa vậy đó. Nếu như những cái người quen thì có thể mở cửa ra để vào, kiểu như là mấy chú tiểu đồ là với người ở ở trong chùa. Đây này còn mấy Phật tử này là họ đến họ cúng cho chùa nhưng mà rồi cũng không được vào. Đây đó, cúng cho chùa nhưng không được vào bởi vì là chùa đã đóng kín cửa ha. Đấy. Cho nên nhìn cái cảnh này thì tôi là thấy nó sao sao đâu bà con. Thấy nó có cái gì đó mà thật sự ra mà nói chứ là nó cũng cảm thấy chạnh lòng. Một ngôi chùa mà cũng có đến một ngày nào đó bị đóng cửa, Phật tử không vào để cúng dường được, bà dân phòng canh gác, thực sự không biết nói sao luôn. Thực sự không biết nói sao luôn. Cho nên cái cánh cổng đóng kín này nó cũng là nói lên nhiều điều lắm bà con, nói lên cực kỳ nhiều điều. Ở đây tôi thấy thực ra giáo hội họ cũng quá đáng. Nếu như anh xử lý thì đâu có cần phải đóng cái cửa, đóng đóng cửa chùa. Anh có thể trao đổi, giáo hội có thể trao đổi với chùa, rồi sau đó ta cứ để cái hình thức hoạt động bình thường là như thế, đúng không? Rồi cái gì thu xếp thì thu xếp, cái gì không thu xếp thì ta chuyển tiếp. Chứ làm cái gì mà đóng cửa chùa một thời gian, không cho Phật tử đến cúng viếng. Anh làm như thế này rồi là quốc tế người ta nhìn vào rồi người ta hiểu sao? Hả? Người ta sẽ nói gì đây? Đó. Rồi mai mốt rồi là có cái gì? Rồi Liên Hiệp Quốc. Ví dụ như người ta biết mà kiểu mà đóng cửa chùa như thế này, rồi người ta xếp Việt Nam vào cái nọ cái kia rồi thì là mấy ông giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nghĩ sao? Cho nên tôi thấy nhiều cái mà quá đáng, đúng không? Và cái đề xuất họp rồi đề xuất của ban trị sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những cái đề xuất rồi tôi thấy rằng là không ổn chút nào hết, thật sự là như vậy.